Xin kính chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Hoàng Long Solar. Thế thì trong thời gian vừa qua, trong cái quá trình mà em bán hàng cũng như là tư vấn cho một số anh chị thì nhận được rất nhiều cái câu hỏi. Và trong số đó thì có một cái câu hỏi mà được mọi người rất là quan tâm. Đó chính là chúng ta có hai cái mẫu đèn, một là đèn pha 200W và hai là cái đèn bàn chải 200W. Đấy. Thế thì hai cái loại này là cùng 200W và cái giá tiền của nó thì cũng xem giống nhau. Tuy nhiên thì nếu mọi người là không biết là lúc nào thì chúng ta nên chọn cái loại đèn nào. Đấy, và nếu mà anh chị nào đã từng sử dụng đèn năng lượng mặt trời rồi thì là phân biệt rất là dễ thôi. Nhưng mà đa số là mọi người là lần đầu tiên tiếp cận với những cái sản phẩm như thế này. Đấy, và rất là phân vân là không biết là lắp cái loại nào thì nó phù hợp cho cái gia đình của mình. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người một số cái điểm khác nhau, cũng như là chúng ta nên khi nào thì chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm pha hay là đèn mặt trải. Và xin mời tất cả mọi người cùng bắt đầu video với em. Như anh chị có thể quan sát trên bàn đây chính là hai cái mẫu đèn mà chúng ta sẽ so sánh trong video ngày hôm nay. Thì ở bên phía tay trái của em là chiếc đèn pha với công suất là 200W, và đây là chiếc đèn bàn chải. Đấy, cũng với công suất là 200W, em sẽ cầm lên cho anh chị nhìn. Đấy, bàn chải thì em đã lắp sẵn rồi, thì khi mà lắp lên thì nó sẽ có hình dạng như thế này. Thế thì chúng ta sẽ so sánh về cái điều gì? Thì em cũng đã gạch ra một số cái ý, cũng như là chính là những cái mà mọi người băn khoăn. Cái thứ nhất là về giá tiền của hai mẫu này thì như thế nào. Đấy, cái thứ hai là về cấu tạo, rồi là cấu hình của cái thông số. Đấy, ví dụ chip LED này, pin này, tấm pin thì có hai cái mẫu này như thế nào, nó có khác gì nhau không. Cái vấn đề thứ ba là vị trí lắp đặt, thì cái mẫu này lắp đặt ở đâu, mẫu này lắp đặt ở đâu. Đấy, cái đấy là mọi người cũng rất là quan tâm. Cái thứ tư là về độ sáng. Đấy, độ sáng thì là em sẽ có một lát nữa ở đoạn cuối video em sẽ làm cái đoạn là so sánh ánh sáng của hai cái mẫu này để cho mọi người cùng xem và tham khảo. Tiếp nữa là một cái yếu tố mọi người rất là quan tâm, đó chính là cái diện tích chiếu sáng. Thì là cái mẫu nào thì sẽ chiếu rộng hơn, hoặc là mẫu nào thì sẽ chiếu được lâu hơn hoặc là dài hơn. Đấy, thì mọi người rất là quan tâm đến cái phần khoảng không mà nó có thể chiếu sáng được. Và đặc biệt là mọi người sẽ quan tâm đến là cái độ bền và cái độ chống nước. Bởi vì có nhiều anh chị thì muốn là lắp những cái mẫu này ở ngoài đường hoặc là ngoài không gian là bên ngoài trời đấy, thì nó có chống nước được không, và khi lắp ở ngoài trời chống chịu mưa nắng thì nó có bền không. Đấy, thì trong video này em sẽ so sánh một số cái yếu tố như thế cho anh chị nhé. Thì cái yếu tố đầu tiên mà em nghĩ là chắc chắn là anh chị sẽ rất là quan tâm, và ai cũng thế, quan tâm đầu tiên luôn, đó chính là cái giá bán. Thì em cũng sẽ chia sẻ luôn cái giá bán của hai cái sản phẩm này tại cái thời điểm hôm nay là ngày 21/3/2023 luôn nhé. Thì cái sản phẩm này đang bán với giá là 1.050.000, và cái sản phẩm này là đang bán với giá là 1.100.000, tức là nó chênh nhau khoảng có 50.000 thôi anh chị ạ. Đấy, thì về cấu hình thì nó cũng xem giống nhau, đều chạy 5 quả pin. Nhưng mà vì sao thằng này nó đắt hơn, bởi vì là nó có cái phần cái giá này, anh chị nhìn đằng sau này, cái tay đèn này. Đấy, nó phải làm, nó phải tốn kém thêm cái chi phí gia công nguyên vật liệu, do vậy là nó sẽ đắt hơn. Đấy, thì về cái giá bán thì nó xem nhau, nên là chúng ta cũng sẽ không cần phải quan tâm quá nhiều. Nếu anh chị đã xác định mua những cái dòng đèn nó giá khoảng loanh quanh 1 triệu, đấy, thì hai cái mẫu này gần như là tương đương nhau. Cái thứ hai là em sẽ so sánh cho mọi người về cái cấu tạo cũng như là cấu hình của hai chiếc đèn này nhé, cho mọi người xem nhé. Thế thì về cấu tạo thì anh chị có thể quan sát cái đèn pha 200W này. Đấy, nó cấu tạo mặt trước là kính cường lực, bên phía bên trong là hệ thống chip LED, và đặc biệt nó có một cái chóa rất là sâu. Đấy, thì anh chị có thể quan sát đây là mẫu 200W pha, nhưng mà khi anh chị quay sang cái mẫu 200W bàn chải chẳng hạn, đây em đã dựng cho mọi người nhìn, thì có mọi người có thể nhìn đây, nó cũng có cấu tạo đằng trước bằng cái mặt kính cường lực, bên phía trong là hệ thống chip LED. Tuy nhiên anh chị có thể quan sát cái chóa của nó như này, chóa nó rất là nông. Thì thông thường những cái sản phẩm mà có cái phần chóa nông như thế này này thì bao giờ nó sẽ cho một cái độ tỏa tốt hơn anh chị ạ, tức là nó sẽ chiếu về xung quanh này. Đấy, tỏa rộng, tỏa tròn. Đấy, thì nó sẽ tỏa hơn. Còn cái này thì nó sẽ thiên về là dạng chiếu xa. Đấy, giống như anh chị có thể tưởng tượng như là cái xe máy ấy, nó có cái đèn pha và đèn cốt ấy, thì cái này nó giống như đèn pha, tức là nó chiếu xa. Còn cái này nó là giống như là cái đèn cốt, thì nó sẽ chiếu tỏa và chiếu rộng hơn. Đấy, thì về cái cấu tạo, ngay cái phần cấu tạo thì anh chị có thể quan sát là nó đã khác nhau như vậy rồi. Thì nó sẽ sử dụng cho hai cái mục đích khác nhau. Một là sẽ chiếu xa, còn ông này là sẽ chiếu tỏa. Đấy, thì đây là cái điểm khác nhau lớn nhất giữa hai cái mẫu đèn này. Cái yếu tố tiếp theo mà mọi người cần quan tâm,
đó chính là về cái phần lắp đặt. Đấy, thì về cái phần lắp đặt thì cái sản phẩm này nó chỉ có một cái tay quai như thế này thôi. Thì cái việc mà có cái tay quai như thế này đấy, thì chúng ta sẽ lắp ở những vị trí như kiểu là hiên nhà thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, hoặc là tường, lắp vào tường. Thế còn nếu mà lắp vào cột thì là nó sẽ bắt, nó sẽ hơi khó hơn một chút. Đấy. Tuy nhiên cái dòng sản phẩm này thì nó lại chuyên về cột. Đấy, thì anh chị có thể quan sát này, thì nó đã có một cái phần tay đèn này rất là to này. Đấy, thì khi mà bắt vào cột thì nó sẽ rất là chắc chắn. Đấy, anh chị ạ, thì đây là hai cái phần cấu tạo khác nhau cơ bản của hai cái chiếc đèn này. Một cái là chuyên về lắp về hiên nhà rồi tường, nhưng một cái thì lắp về cột, về đường đi. Cái yếu tố tiếp theo là mọi người quan tâm về cái độ bền và cái độ chống chịu nước, bởi vì đa số những cái mẫu này là chúng ta sẽ lắp ở ngoài trời. Đấy, thế thì anh chị có thể quan sát, để mà nói về độ bền của chiếc đèn ấy thì chúng ta sẽ phải nói đến cái yếu tố là cái kết cấu, cấu tạo, là nguyên vật liệu nó từ cái gì. Đấy, thế thì để mà cái đèn nó bền thì bắt buộc là bên ngoài trời chúng ta nên chọn những cái loại đèn vỏ nhôm. Đấy, thì nó sẽ bền hơn những cái loại đèn là ví dụ như cấu tạo từ vỏ nhựa chẳng hạn. Thì tất cả hai cái mẫu này nó đều được cấu tạo hoàn toàn bằng vỏ nhôm đúc nguyên khối anh chị ạ. Đây, mà đằng sau là hoàn toàn được vỏ nhôm mà nó lại còn được sơn tĩnh điện nữa, nên là nó cho một cái tuổi thọ cũng như cái độ chống chịu mưa nắng rất là tốt. Ngoài ra thì mặt trước nó sẽ là kính cường lực với tiêu chuẩn chống nước là IP68, thì giúp chiếc đèn này nó có cái hệ thống có thể chống chịu mưa nắng rất là tốt, mà không sợ là bị nước mưa nó vào khi ở trong cái quá trình chúng ta sử dụng. Đấy, thì đấy là cái phần kết cấu của cái chiếc đèn bàn chạy 200W là bằng vỏ nhôm. Và cái đèn này cũng vỏ nhôm anh chị ạ. Đèn pha này cũng vỏ nhôm. Đấy. Và kết cấu nó cũng là mặt trước bằng kính cường lực, và xung quanh này được ép keo rất là kín. Do vậy là để ngoài trời mưa nắng cũng thoải mái. Thì về cái độ bền cũng như là độ chống chịu nước thì hai cái mẫu này em đánh giá nó là tương đương. Đấy, và nó rất là bền. Thì trên đây em đã làm một cái video so sánh về một số cái góc độ để anh chị có thể là đánh giá cũng như là dễ dàng mà khi chúng ta lựa chọn thì chúng ta có thể biết là gia đình mình hoặc là cái nhu cầu của mình có thể lựa chọn mẫu nào. Thì sau đây em sẽ tổng kết lại qua một lượt nhé, để anh chị có thể nhìn nhé. Cái thứ nhất là về phần giá bán thì hai cái mẫu này xem tương đương tiền với nhau. Cái thứ hai là về phần cấu tạo thì là cái mẫu này là sẽ có cái chóa nó sâu này, thì anh chị sẽ thích hợp cho việc là chúng ta có thể chiếu cái diện tích xa đấy và rộng. Thế còn cái mẫu này sẽ thiên về chúng ta lắp trên cột và chiếu từ trên xuống dưới để nó có một cái độ tỏa rộng. Cái thứ ba là về cấu tạo cũng như là độ chống chịu nước, thì cả hai cái mẫu đèn này đều là kết cấu bằng vỏ nhôm đúc nguyên khối và mặt trước là kính cường lực, nên là nó cái thời gian mà để chúng ta để ngoài trời ấy, rất là bền, anh chị không phải lo lắng hoặc là không phải lo nghĩ gì về cái tuổi thọ của nó. Cái thứ tư là về cái độ sáng, thì là hai cái mẫu này nó đều là có cái công suất là 200W và cấu hình chip LED cũng như là pin thì tương đương nhau, nên là theo em đánh giá thì nó sáng gần như là ngang nhau. Đấy, và cái thứ năm là về cái vị trí lắp đặt, cái này rất là quan trọng. Thì chúng ta có thể thấy là cái mẫu này sẽ thiên là lắp ở trên cột nhiều hơn. Đấy, và cái mẫu này sẽ thiên là lắp ở tường, mái hiên trong nhà. Đấy, thì nó sẽ phù hợp hơn. Đấy, thì anh chị có thể chú ý một số cái điểm đó. Và nếu anh chị có bất kỳ một câu hỏi nào thêm thì hãy đừng ngần ngại, hãy cứ liên hệ với lại bên công ty Hoàng Long theo số điện thoại là 0865 999 515, hoặc là mình có thể truy cập trực tiếp vào website hoanglongsolar.com để mình tham khảo chi tiết thêm về thông số của hai cái sản phẩm này cũng như là giá bán. Và nếu anh chị cảm thấy video hay và thích những cái video kiểu dạng như thế này thì hãy ủng hộ cho bên kênh Hoàng Long một lượt like hoặc một lượt đăng ký kênh, để chúng em tiếp tục trong thời gian tới sẽ đưa ra cho anh chị những cái video trải nghiệm so sánh như thế này để anh chị có nhìn khách quan hơn. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Ngoài trời.